I'm gonna know. Nghe em không? Hán, mày lớn quá vậy, không nhận ra được. Thôi, đi em. Là bí thư rồi hả? Không phải, nhất mới là bí thư. Vậy à, giỏi ta. Mà nè, làng bây giờ sao rồi? Mọi người vẫn ổn, họ nhớ anh lắm. Thôi, đi với em. Mất. Về rồi hả? Được, được. Cấp trên cho về bao lâu? Dạ, một đêm. Được. Cho một đêm thì về một đêm, cho hai đêm thì về hai đêm. Phải biết chấp hành cho đúng. Tối nay mày ngủ ở nhà tao. Năm nay làng không đói, đủ ăn tới mùa suốt. Nhưng mà phải để dành, dự trữ cho được 3 năm. Mà mày đi cách mạng thì mày cũng biết. Đánh thằng Mỹ thì phải đánh lâu dài. Mấy người thấy đó, ngón tay hai đứa vẫn còn cầm súng được. Thôi, ăn đi. Tao đố chúng nó đốt ra từ cái rừng xà nu này. Nè, ăn cơm đi. Ờ, đi dít. Cái này ngồi được không? Mình chỉ về có giấy không? Giấy nào? Giấy cấp trên cho về nghỉ phép, không là ủy ban phải bắt. Có đúng không? Đúng rồi. Mà sao anh về có một đêm vậy? Mà thôi cũng được rồi, miễn là về cho làng thấy mặt. Ở đây ai cũng biết anh Tờ Nú xuống. À ha, được. Hôm nay mừng thằng Tờ Nú về, tao kể chuyện của nó cho tụi bay nghe. Chuyện này già biết, trẻ có đứa biết đứa không. Tụi con nít thì không biết. Sau này tao chết rồi tụi bay phải kể lại cho tụi nó nghe. Chuyện là như thế này. Từ hồi hằng biểu diễn tới cái chốn đường núi này, không khi nào làng mình được yên ổn. Làng mình chưa bao giờ để một cán bộ nào bị giết. Ban đầu là thanh niên đi nuôi cán bộ, lúc bị phát hiện nó giết không chừa một ai. Cái anh cán bộ lúc bấy giờ, ảnh tên là Quyết. Trong thời gian này, thằng Tờ Nú có may được làng giao làm liên lạc cho Quyết, nên là ba người rất thân nhau. Tờ Nú nè. Dạ. Bọn em không sợ bị giác bắt hả? Nó bắt đều là nó giết em đó. Miễn mà cán bộ còn sống thì nước nước này còn, em không muốn bị mất nước đâu. Quyết còn dạy chữ cho hai đứa. Dẹp đi. Có không nữa?
đi, tôi không về. Tờ Nú không về, Mai cũng không về. Tờ Nú về đi, Mai làm bạn khác cho. Lỡ sau này Mỹ Diệm có giết anh, Tờ Nú phải hay anh làm cán bộ giỏi đó. Không học làm sao làm cán bộ giỏi được. Trong một lần đi liên lạc, nó bị bắt. Ba năm sau, nó vượt ngục. Nó về cưới Mai và sinh một thằng con. Báo cáo chỉ huy, bọn miền núi đã bắt đầu hành động. Thằng Tà Nú, ta phải giết nó. Tờ Nú đâu? Mày có nói không con chó? Tờ Nú, để tao. Đây là cái giá phải trả cho tụi tôi chống lại tụi tao. Thành chính tụi bay cũng biết mà, không thắng nổi tụi tao đâu. Phải biết tự lượng sức mình. Hôm nay tao sẽ dạy cho tụi bay một bài học. Cùng cái tù Mỹ Ngụy đó cũng phải chịu khuất phục bởi làng ta. Chuyện là như thế đấy. Con đi nha cụ mất. Chị mình khỏe. Anh đi nha Diết.
and have a good time.